không có nói nhiều nữa, mời phụ huynh em lên gặp tôi. Cô, mẹ em tới rồi đó cô. Dạ chào cô, tôi là tôi muốn gặp cô lâu rồi. Nè, phụ huynh em này, mẹ đừng có kiếm chuyện với cô mà. Tôi nói cho chị biết, con chị thi tệ hơn vợ hàng đậu nữa, chả biết học hành kiểu gì. Vậy thì là vấn đề của cô, chứ đâu phải là vấn đề của tôi mà cô mời tôi. Nè chị nhìn đi, cái đề thi y chang bài tập trên lớp vậy mà làm cũng không được nữa. Cái bài đơn giản giải ba lời giải là ra rồi, cô viết hai trang tập rồi nói con tôi sai. Nè, giáo viên có cách giảng của giáo viên, chị có phải là giáo viên đâu mà bày đặt. Cô, em nói cô nghe, cái bà cô nè không phải là mẹ của Nị đâu cô. Nè em thấy cổ đứng bán bánh tráng trộn ở trước cổng trường á. Không phải đâu cô đừng có nghe Na nói, cái này là mẹ em thiệt mà. Alo ba em Nị, hôm nay em Nị có báo với phụ huynh là đến trường gặp tôi không ạ? Không biết hả anh? Dạ. Dám qua mặt tôi, Hà Thanh Kiểm, đưa điện thoại cho tôi. Mình ơi, tôi đi ngang trường xong rồi vô gặp giáo viên của con luôn rồi đó. Dạ, tôi biết rồi. Em hay quá nè, chuyện nhà người ta mà mày ráng xen vô, mày hay thiệt á nè. Dạ em xin lỗi con. Nhưng mà dù sao đi nữa thì con chuyện học hành cũng chả là làm sao. Thôi mệt quá giờ như vậy đi, cái đề này tôi với cô cùng làm, cô điểm cao hơn á thì cô cứ hạ hành kiểm con này, còn tôi điểm cao hơn thì tôi với cô lên phòng hiệu trưởng. Chắc chị 10 câu. 2000 years later. Sao? Giáo viên dày dặn kinh nghiệm mà không bằng một người bình thường hả? Kêu đề dễ mà sao làm có 6 điểm vậy? Ủa, chị có phải là quán quân mùa 1 của đường lên đỉnh Nokia như cô Thắm không? Thầy biết tôi hả? Mèn ơi, tôi nhỏ hơn chị một lớp, tôi là quán quân mùa 2, chị còn lên trao giải cho tôi đó. Quán quân mùa 1 á? Nè khoan đã, cô lại mời phụ huynh em Nị nữa hả Corona? Thì tại em ấy thi tệ thiệt mà thầy. Tệ cái gì? Cái bài thi đó là của em Nam mà bên ghép phát đó họ ghép nhầm. Bài thi của em Nị á tôi đang cầm đây, nhìn đi. 10 điểm hết á. Nãy em đã nói là không phải bài của em rồi mà. Cô hay quá ha Corona, năm nay trường hết thi đua của cô. Chị tôi mời chị lên trên phòng của tôi uống trà nha. Năm nay tới em Nị đi thi đó. Game on baby. Chúc cô may mắn, mẹ em hơi chiến. Ủa nè, điểm mày cao lắm hả? Sao thấy mày hớn hở quá vậy? U là trời, vậy mà mày cũng đoán được nữa. Nhìn đi, 10 điểm đó. Là tao công nhận là bài này dài thiệt, thời gian mày có hạn nữa chứ. Đúng rồi đó, tao bị thiếu thời gian á. Ủa kìa, con nhà người ta 6 điểm thôi hả? Học hành với các khoa tiêu gì? Cái con nhỏ này mày thì biết cái gì chứ? Thôi nụ, Na nói đúng mà. Dạo này hơi bớt bát tí, Na là Na gánh hết nguyên lớp luôn, giỏi lắm. Chứ còn gì nữa, nhìn vô cái điểm số đi, nhất trường kỳ này đó. Dạ tôi cũng thấy vậy đó. Dạ. Ủa thầy là giáo sư tèo của trường Harvard mà, thầy tới trường em để tuyển sinh tiếp hả? Đúng rồi đó. Corona, thầy tèo tới trường mình mà cô không nói em tiếng nào hết trơn. Em còn phải làm đỡ vài đề thi đội tuyển để khởi động trước khi gặp thầy chứ. Em là học sinh lớp cô à? Dạ kỳ rồi, thi được nhất trường đó thầy. Nhưng mà con bé nói vậy thôi chứ sao mà so được với trường thầy. Cô nè, hỏng thử làm sao mà biết được chú cô mất tin học sinh cô vậy trơn. Đúng rồi đó cô cứ để em ấy làm thử đề trường tôi xem sao. Cái bài dễ nhan kẹo, xong rồi nè cô. U là trời, nhắc mới nhớ là Harvard tốt ở bên Mỹ lận. Hơi xa, không biết có đi học được không ta. Mà khó khăn lắm người ta mới tuyển được mình. Ủa này, hả? Cái chỗ để người ta tuyển sinh cho trường Harvard, còn mày thi được có 6 điểm mà đi đâu vô đây? 6 điểm? À, mày nói bài này á hả? Sao giống cái đề mình mới làm xong quá vậy? Nhưng mà tao nói cho mày biết, 9 điểm là tao nắm chắc trong tay rồi. Sukana có đây không? Bài thi chấm xong rồi nè. Em nè. Hả? 1 điểm. À em Nị, cái bài thi này là nghiên cứu của tiến sĩ trường thầy mà em làm được hơn phân nữa. Hay là em tới trường thầy học luôn đi. Dạ, để em suy nghĩ nha thầy. Chính thỏ 10 thì mới có một khi được mời vậy mà mày đọc làm phách. Nếu mà mày nói với báo trúng tuyển vào các trường đại học á thì tao đang cầm một sách đây nè. Ô mày. Mà cũng đúng, với mày thì chắc nó chả là gì, tại mày 9 điểm cầm trong tay lận mà. Bây giờ cô đi học hội đồng bích nụ với trực tự lớp cho cô. Như nó mà giữ trực tự lớp được mới lạ đó cô. Ê Nắng, lát tôi với bà lên phòng giáo viên lấy lại cái điện thoại hôm qua bị tịch thu đi. Thôi lấy chi, mẹ tôi mua điện thoại mới cho tôi rồi nè. Điện thoại gặp nhỏ gọn tiện lợi, không sợ bị tịch thu nữa nè. Mua Z Flip 4 luôn, chơi lớn quá giờ. Trời, mới mua điện thoại mới còn ngồi đặt vé máy bay du lịch nữa, có giàu sang quá không vậy?
À thì bữa tôi mới coi thần số học trên miếng số tiền Z trên Samsung nè. Chỉ cần nhập thông tin vô nè, xong mới là số chủ đạo của tôi là số 6 nè. Là biết quan tâm người khác á, nhưng tôi lại thiếu trải nghiệm, thiếu linh hoạt rồi đó. Giờ thiếu số 567 á, nên sẵn dịp năm mới tranh thủ đặt ghế du lịch để cải thiện nè. Tụi bay cũng biết web thần số học này nữa hả? Hồi bữa tao cũng lên design up lưng á, người ta giao tới rồi nè, bao đẹp bao xịn sò luôn á. Coi nè, nhìn vừa đơn giản vừa sang chảnh keo ly thầm thì rồi đó. Vậy mà corona cho mày làm lớp phó kỷ luật hay thì chứ, nói nhiều hơn nị nữa. Mắc mớ gì mày nói không nị, tao ghi tên mày nói chuyện trong giờ học nè. Nói chuyện hai lần bất độ, tôi kêu em giữ trực tự lớp mà tôi với phòng giáo viên còn nghe giọng em nữa đó. Cô em thấy cô đừng để Bích Nụ là lớp phó đó cô. Cô phải để một người vừa kỷ luật tốt vừa học lực giỏi nha em nè. Nhắc tới học giỏi á, cô mới nhận kết quả thi học kỳ rồi nè, hạng nhất Su Cà Na. Đó thấy chưa, để coi cái lớp này còn ai khen con nị nữa không. Nhất từ dưới đến lên á. Hả, nị được 10 điểm cho em 0.10 chứ còn không được 1 điểm nữa. Mời vua lên gặp tôi. Tự nhiên cái khúc này cái tôi tỉnh lại liền bà. Chúc bà may mắn lần sau. Cô ơi, hôm qua tí thứ tư á, cô nị làm bài tập lý trong lớp hóa, Bích Nụ cột tóc cho tí đòn còn đậu nành ha, ăn xoài chấm mắm guốc á cô. Được lắm, em về lớp đi nè. Nhỏ nè, nãy cái gì nó cũng mách lẻo được đó. Chứ còn gì nữa, bữa lý luận tập lý trong giờ hóa thôi mà nó mét cô ta làm việc riêng á. Nè nè, cả lớp trực tụ đi. Này ai cho mày ra ngoài, hết giờ giải lao rồi. À đây giấy cho phép ra ngoài của corona nè, nay tao có việc á. Cô có lớp đâu, cái này coi như bỏ. Cái con này, thôi tao đi đây trễ rồi. Nắm, đóng cửa lại không cho nó đi. Nắm, mở cửa giùm tôi đi bà. Trong cái lớp này tao là lớp trưởng, tất cả phải nghe tao. Mày thiệt tình á. Hay quá, ai dám đem điện thoại đi học. Trời ơi, còn corona gọi nữa, để coi ai đây. Giờ bơ xé hồ. Nè, mày trả điện thoại để nói chuyện với cô. Sao, giọng cũng khá giống corona đó. Tao là chị đại Su Cà Na nè, muốn kiếm con này thì tới lớp tao. Ủa corona, cô đang đi họp mà, cô về lớp chi vậy? Thì em kêu tôi tới lớp kiếm em mà. Cô nói gì em không hiểu, nhưng mà cô yên tâm, em coi lớp cho cô đâu giờ đó hết trơn. Thì đúng rồi, giờ có chị đại Su Cà Na rồi, đâu có cần tôi là giáo viên chủ nhiệm nữa. Cô nói sao chứ, lớp này ai cũng nghe lời cô, phải không? Tao là chị đại Su Cà Na nè, muốn kiếm con nị thì tới lớp tao. Ủa, cái đó là cô thiệt á hả? Hôm nay trường mình đại diện cho khu vực đi phát biểu. Đang lúc giữa hội trường tôi gọi điện cho nị để nị nhanh chóng lên phát biểu thì em mắc máy. Em có biết ở đó 50 đại diện hơn người ta nhìn tôi như thế nào không? Dạ cô, em không có nói nhiều, thầy hiệu trưởng cho em được nghỉ học về nhà làm chị đại luôn rồi. À, thầy xin nghiêm túc phê bình học sinh thị nị của lớp này. Nị nào thì tự biết đi nha, thi học kỳ làm mất mặt thầy quá đi. Thị nị nè, chồng khoai đất này ngoài con Nguyễn thị nị đâu thầy. Mắc cái mớ gì mày nhiều chuyện vậy, nguyên cái nước này có mình nó tên nị quá. Nhưng lớp này chỉ có một mình đó thôi, không phải nó thì lại. Ai nói mày ở nhà tao tên Bích Nị nè. Sứa. Hai em kia ồn ào quá đi nha. Kỳ thi lần này Su Cà Na làm tốt lắm, top 5 toàn khối, tiếp tục phát huy nha. Trời thầy ơi, thầy phải biết khiêm tốn đi thầy, thầy đừng khen quá em ngại. Thầy làm vậy mấy bạn học yếu như Bích Nụ tổn thương lắm thầy. Này em nhìn nè người ta đi rồi em coi lại cái thái độ học tập của em đi nè. Nhưng mà thầy cũng đừng có kỳ vọng quá vào nị thì ơi, mấy đứa học dở như nó thì trông mong gì. Tao thấy cái người không nên trông mong là mày á, động thứ ít ngồi dưới đáy xã hội. Ít ngồi đáy giếng mày ơi. À vậy hả? Mày nói ai ít ngồi đáy giếng, gõ gàng thầy nói là con nị phải học hỏi tao, đúng không thầy? Đúng rồi, mày nghe chưa? Với lại học dở như nó, học hỏi top 5 toàn khối như tao có gì không đúng đâu. Mày top 5 toàn khối, con nị là đứng nhất trường. Thầy thầy, Bích Nụ nó xạo kìa thầy. Ờ, Nụ nói đúng đó, nị nhất trường mà, giấy khen nè. Thầy giỡn hoài thầy, nếu mà nó nhất trường thì còn phê bệnh gì nữa. Nị chuyên môn là vào phòng thi rồi đi ngủ 5 phút cuối mới chịu dậy làm bài. Cái bài 10 điểm mà quên làm một câu còn có 9.8 thầy không phê bình là không được mà. Hả? U là trời, người ta chỉ cần có 5 phút thôi mà đứng nhất trường vậy mà còn không chịu mình ít ngồi đáy giếng. Nhưng ít ra tao top 5 toàn khối còn đỡ mày. Con này nhất trường, tao trúng tủ hạng 2 bằng khen gửi mày làm kỷ niệm. Trúng tủ hạng 2 bằng khen gửi mày làm kỷ niệm. Bích Nụ ha, men khô mực lên lớp ăn ha, tịch thu. Giết bản tự kiểm đi, không giết là mét cô giáo thị đó. U là trời, tao mệt con nhỏ sao đỏ này thì có nguyên cái trường nó không bắt, cứ nhầm mỗi tao mà bắt. Ờ ha, giờ nhỏ đó vô lớp mình là đi hẳn tới chỗ mày luôn, không cần đi qua người khác luôn. Mà mày giấu kỹ như vậy rồi mà sao vẫn bị đào ra ta? Ai mà biết. Đậu nành ơi.
Hồi nãy mình thấy Bích Nụ đi ra ngoài mua đồ ăn nữa. Lần tới mà kiểm tra lớp bà nhớ tìm trong học bàn nha, nhiều lắm á. Biết rồi, nhỏ Nụ đó biết tay tao. Sao mà bà ghét Bích Nụ quá vậy? Ai biểu nhỏ Nụ đó mặt chảnh chẹn chi, biết tay tao. Còn mày đó canh kỹ cho tao nữa không mà đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Ờ tôi biết rồi, bà yên tâm đi. Đi nhanh đi. Ê nè, trả cho tao. Không được, tịch thu. Nè, mày dám đánh tao tao đi mét cô. Xú thiệt chứ. Bích Nụ em lộng hành quá rồi còn đánh cả sao đỏ. Em lỡ tay mà nhưng cũng tại bạn nhiều lần nhầm vào em chứ bộ. Nè, tôi nhầm vào bà là sao? Tại bà vi phạm chứ bộ. Em nói thiệt với cô luôn á là nó cố tình á. Bà có bằng chứng không? Không thì đừng có đổ oan cho tôi. Đúng rồi, em có gì chứng minh không? Dạ em. Đó, bà có đâu. Dạ em có. Ai biểu nhỏ Nụ đó mặt chảnh chẹn chi, biết tay tao. Còn mày đó canh kỹ cho tao nữa không mà đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Em hay của Hà Nành, lên phòng giáo viên gặp tôi. Trời đất ơi, phải mày ông Nắm, chuyện là sao vậy? Bà nị nghi lâu rồi, kêu tôi đi làm thân với sao đỏ, giả bộ khai bà ra, sorry bà nha. Khó gì mà tụi bay cũng nghĩ ra được nữa. Trời ơi thầy, một học sinh từ lớp chuyên chuyển qua đây như em mà thầy bắt em ngồi kế cái hùng gác xem học được thầy. Cái hùng đó chỉ đựng giấy để mấy bạn làm kế hoạch nhỏ thôi. Em cứ yên tâm ngồi đi, rồi cuối giờ thầy nhờ mấy bạn nam đem bạn mới vô cho em học nha. Không được thầy, em không đồng ý. Em muốn ngồi kế bạn áo đen đó đó. Nhưng mà kế bên tôi á có người ngồi rồi, với lại tôi học dở lắm. Nhỏ ngồi kế tôi nó học giỏi nhất mà còn chịu không nổi nữa. Đúng rồi đó, bà có chắc là muốn ngồi kế nó không? Hả? Ở đâu ra không ai hỏi tới cũng bị đặt lên tiếng nữa, giỏi nhất là cỡ nào chứ? Này học giỏi thiệt đó em. Hả? Em không tin top 108 trong cuộc thi đường lên đỉnh đâu kìa, như cô Thắm năm vừa gọi là em mà. Nếu em với nị mà thi toán em chắc nị 5 câu luôn á. Năm vừa gọi em mới top 108, 5 năm gần đây là nị quán quân hết đó. Hả? Hả? Thì ra người thứ 108 trong số 108 người thi năm vừa gọi là bà hả? Im đi. Chị còn Văn thì sao? Em đại diện cho trường đi thi văn hay chữ tốt á nha. Chỉ là đề khó quá nên không có giải thôi. Đề đó khó đúng rồi, nị ra đề mà. Thầy nói quá rõ ràng, thầy nói là đề học sinh chuyên nên phải làm khó gấp 5 lần. Em chỉ làm khó gấp 2 thôi. Vậy còn anh Văn, em từng đi du học bên Thái 3 ngày, chắc chắn là bạn không bằng em rồi. Về tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Ả Rập, tiếng Lào, nị nó nói còn gành hơn người bản xứ nữa, chuẩn bị đi thi tiếng Ý nữa. Ủa đâu mất tiêu rồi? Chưa mà, còn lý hóa nữa. Đúng rồi, còn lý hóa. Đề thi học kỳ vừa rồi là thầy hiệu trưởng năn nỉ nị ra đề đó.